Ôi, nè, mọi người thấy không? Chạy lấn vô mình luôn nè. Quá dữ. Mình mà không né là nó cũng chơi lấn qua cho mình té luôn á. Trời ơi. Các bạn vừa thấy không? Hai chiếc xe chạy quá kinh khủng không? Chạy lấn lên qua đây mà ép mình này phải văng vô trong lề luôn. Mình mà không né nó thì nó cũng đâu né mình. Rồi, đây có giao thông đứng rồi. Wow, lật đèo. Trời ơi, chiếc xe nó lật nè. Đây là con đường Hồ Chí Minh, cầu Bến Tắc. Rất là đẹp luôn. Rồi, bắt qua một cái con suối nhỏ dưới đây. Rồi, bây giờ chú Dũng mình sẽ tiếp tục hành trình tour xuyên Việt Tây Bắc 2023, đi từ Quảng Trị về Quảng Bình, đi ngang qua thành phố Đồng Hới. Từ Quảng Trị thì đi về chỗ Quảng Bình thì khoảng chừng là 130 mấy cây số. Sẽ đi ngang qua con đường Hồ Chí Minh. Nhưng mà muốn đi vào đó thì đổ xăng cho đầy, cho chắc ăn. Đổ xăng cho chắc ăn đi rồi mình đi vào đường Hồ Chí Minh. Ở đây là con đường quốc lộ 15 hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh. Thì hai con đường này là dùng cái tên trên bản đồ thì mình thấy là quốc lộ 15 Hồ Chí Minh cũng là nó luôn. Đi về Quảng Bình. Đi đi vào những cái cung đường như là đèo hay là những cái cung đường mà vắng đường Hồ Chí Minh. Ví dụ vậy thì mình không biết ở trong đây có những cây xăng hay không nên đổ đầy xăng cho nó chắc ăn rồi mình đi vào. Ở vào đây mà mình không đổ xăng rồi chạy trên con đường này không có xăng nữa thì cũng nguy. Cũng đó là chỉ có giác bổ đi hết cái con đường Hồ Chí Minh này thôi á. Con đường này khá là đẹp ha. Nó giống như là một cái con đường mình đi từ trong cái cổng đường Trường Sơn Đông á. Nó cũng tối tối vậy nè. Đi vào những cái khu rừng giống như là hai bên là cây cối không à. Sẽ như sẽ đầu núi đi á. Rồi bây giờ chú Dũng Miền sẽ giới thiệu cho các cô chú anh chị em biết một cây cầu rất là đẹp trên ngay con đường quốc lộ 15 hay là gọi là đường Hồ Chí Minh. Đây, cầu treo Bến Tắc. Ồ, cái cầu này là cũng có cái chiều dài khoảng chừng 110 m, chiều rộng thì khoảng chừng 4 m. Cái này là chỉ có xe nhỏ đi thôi, còn xe lớn không có cho chạy qua. Ồ, đẹp quá đây nè. Chạy xa xa là đã bắt gặp chiếc cây cầu này rồi. Cầu treo thì cũng được làm bê tông mà. Hai bên hành lang thì bằng sắt ha. Bắt qua một con suối, rất là đẹp. Rồi, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, mình gần đây mình quay sơ ở đây xíu. Rồi, đường Hồ Chí Minh. Bắt qua một cái con suối nhỏ đây nè. Rất tiếc là phải có nắng nữa, nắng sẽ đẹp hơn ha. Ở đây nữa, bên đây nữa nè. Quá trời đẹp. Bây giờ tiếp tục chạy qua cái cầu này luôn, xong rồi sẽ bọc ngược lại. Coi bên đây có cái gì hay hay mình chụp không. Cái cầu này chỉ cho xe hai bánh nhỏ nhỏ đi thôi chứ không có cho xe hơi mà xe lên 4 chỗ hay 7 chỗ chạy vào đây. Đây là đền thờ võng nè của các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn. À, hồi nãy mình có cái con đường đi vào đây, đúng rồi, mình nhớ rồi, có đường quẹo vào những cái đền thờ của các anh hùng liệt sĩ trong đây. Đây, phía bên tay trái đây nè, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia. Đây nè, có con đường đi vào nè, nãy giờ nè mình không có tính ghé vào. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nãy mình không ghé vào đây, mình đi luôn nên vô tình mình cũng quay vô đây xíu. Rồi mình đi kiếm chỗ giải quyết
riêng tư. Nói chung là chỗ này thì mình ngồi dừng chân nghỉ ngơi ở đây rất là tuyệt vời ha. Ở đây là trong cái vườn cây của người ta rồi, né ra cái con đường chính ngoài đường Hồ Chí Minh đây. Bởi vì đường ngoài đây nó nhỏ mà xe tải chạy rất là nhiều. Cũng tiếp tục trên con đường quốc lộ 15 đường Hồ Chí Minh. Rồi, thấy chưa? Xe chạy quá ớn luôn. Phải chạy vào những cái chỗ sâu sâu khuất nó thôi cho nó an toàn. Cũng được bớt mưa rồi. Nãy là trong đêm liên tục chạy ướt hết cái nón kính nó bảo hiểm á, không thấy đường chạy. Wow, chạy trời ơi, nước bắn tung tóe. Mưa trở lại rồi nên không biết có quay được hay không nữa, nó ướt cái kiến quay phim rồi. Cái chỗ rồi, biết đây có bán cơm không đây nữa. Ôi trời, để hỏi đây có bán cơm không. Đấy, có cơm nè, có sườn, có trứng, có mì tôm hả? Đấy là cơm bánh dính nữa đó. Dạ, bao nhiêu một dĩa con? 30 ha. Rồi con coi gì cơm đi, coi lấy ăn gì đây. Đây là cơm đựng dính thôi chứ không nấu bao nhiêu. Cơm có sườn đi. Sườn với trứng không có ăn vậy không? Cũng có cá luôn đấy. À rồi. Rồi lên được. Nãy cũng có ăn cơm mà nằm nghỉ được một chút rồi. Giờ tiếp tục lên đường để kịp thời gian đi về Quảng Bình. Giờ tới khúc này thì trời có vẻ là hơi là trời quang mây tạnh, có một chút khởi sắc đi về Quảng Bình. Khúc này thì không có bị mưa nên đi chạy cũng là khá ok. Lại bên kia thì nó mưa quá, mưa lâm râm rồi nó tạt vô kiến không thấy đường chạy. Ôi, à, mọi người thấy không, chạy lấn vô mình luôn nè. Quá dữ. Mình mà không né là nó cũng chơi lớn qua cho mình té luôn á. Chạy quá ghê không. Nói chung là những chiếc xe tranh nhau để qua mặt. Quá trời dài luôn. Ôi, gần 20 mấy to. Rồi, hết rồi, 20 mấy to. Rồi, thôi, ngắm xe lửa vậy đủ rồi. Chạy lên đường. Chạy trên đường lâu lâu tấp vô ngắm xe lửa. Lâu lâu mới thấy được xe lửa chạy qua nên tranh thủ quay lại coi xe lửa. Lửa chạy trên gần cung đường Hồ Chí Minh. Rồi đây có giao thông đứng rồi. Wow, lật đèo. Trời ơi, chiếc xe nó lật nè. Bẻo phải hả? Quá trời luôn. Nguyên chiếc xe tải lật. Ở đây là sông. Nãy mình không có chạy qua cầu Nhật Lệ, khu vực biên giới của biển rồi. Ra ngoài kia kìa, sông Nhật Lệ, bãi biển Nhật Lệ, hay còn gọi là bãi biển thơ mộng nhất của Việt Nam ra đây.
đây là tập trung những cái tàu đánh cá ở đây nè, lằng bè cũng như lằng bè ta tập trung vào đây. Đây có một cái bè nổi ở đây. Đây là có bè nổi nè. Và trên kia cũng có cái nữa. Dài dài có mấy cái nữa kìa, cái trên kia nữa. Nhà hàng nổi Hải Dương. Rồi, tới đây muốn ăn hải sản thì ra khu này. Khu này là tập trung là nhiều nhất ở đây. Đây cũng có xe điện chở khách đi tham quan. Hỏi nhiều dữ nữa hả? Nè mấy này giống như là khu chợ đêm nè. Ồ thôi, đây nè. Nhật lệ nhớ nè. Mỗi tấm bảng như thế này thì là một cái quầy bán giống như là tối giống như một cái khu chợ đêm vậy đó. Rồi xuống nữa là Ninh Hồng đặc sản biển. Mỗi tên khác nhau ha. Cướp em nè, đặc sản biển nè. An toàn lòng thu, sơn ngân, kiều loa. Ôi quá trời luôn nè. Ui trời ơi dài xuống dưới luôn nè. Quá trời dài nè. Này giống như là gọi một cái khu chợ đêm hải sản tại sát biển luôn nè. Ôi dài xuống kia luôn. Nói chung gần cả trăm quầy hàng, gần cả trăm quầy hải sản. Rồi tối nay hoặc sáng mai mình sẽ chạy ở đây mình coi như thế nào. Giờ này còn sớm quá. Đây là những cô đang dọn dẹp mỹ quan cái cho biển sạch sẽ nè, trồng cây dừa nè. Ở đây mình không biết có tắm được hay không nữa, thấy biển nó thấy những cái biển cấm tắm kìa. Chở lên cát luôn. Đó. Quá tuyệt vời. Có xe hơi chạy lên đó được luôn kìa. Như là xe bắn tải mới chạy được. Xe mà bánh xe to mới được. Rồi cuối cùng cũng đã đến được cồn cát Phú Quang. Quá tuyệt vời. Leo lên không nổi đâu, leo lên nó bị tuột cát á. Mày phải mang chân không lên mới được. Không biết leo lên được không đây. Sợ nó trơn á. Tuột xuống. Được nha. Trời ơi, không được rồi. Rồi, nó lúng rồi nè. Ôi. Nó lúng rồi. Rồi không được rồi. Không được rồi. Còn xíu nữa lên rồi, thôi đi xuống lại. Wow. Rồi, cát vô hết đôi vậy rồi. Đây nè, đây là xe bánh tải nó chạy vào đó nè. Cái xe bánh xe nó to mới chạy vào đó được. Rồi. Chạy từ cái này nè, vào nè. Đó, chạy thẳng vào đó thì nó chạy lại tuốt lên kia kìa. Đó, cái theo cái tay mình chỉ đó mọi người. Đó, cái xe đó đó. Đây zoom lại rồi mới thấy nè. Đó. Đây. Đó, chạy tuốt lên đó, đậu đó rồi đứng chiêm ngưỡng nguyên cái bãi cồn cát Phú Quang ở đây. Rất tiếc là mà trời cũng đang mưa lâm râm nữa. Thôi hẹn các cô chú anh chị em trong dịp khác ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.